Xin chào tất cả các chị em. Hôm nay Gấm xin chia sẻ một cái chủ đề mà Gấm nghĩ rằng là tất cả các chị em phụ nữ chúng ta đều quan tâm. Và sau khi mà Gấm chia sẻ cái clip này rồi thì các chị em sẽ có cái thay đổi hoàn toàn trước đây của mình. Có những chị em sẽ thay đổi cái cách nhìn và kinh nguyệt của mình các chị em nhé. Thì hôm nay Gấm xin chia sẻ cái chủ đề là cái thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh đến sớm với chị em phụ nữ chúng ta là tốt hay là xấu các chị em nhé. Gấm biết rằng là các chị em cũng biết rằng là thời kỳ đầu tiên khi mà quả trứng rụng đầu tiên của những bé gái thì đấy cũng là dấu hiệu cái kinh nguyệt chúng ta đầu tiên, và lúc đấy là chúng ta cũng biết rằng là cơ quan sinh sản của các bé gái là đã được gì hoàn thiện và có khả năng mang thai các chị em nhé. Thế vậy thì chúng ta cũng biết rằng tháng đến chúng ta có kinh nguyệt, có những chị em thì đau bụng, có những chị em thì đau lưng, và có những chị em thì rất là khó chịu luôn, đau xuống tận cả cái gót chân của mình. Đấy, rất là nhiều chị em khổ như vậy. Và nó gây ra những cái vấn đề phiền toái. Ví dụ chúng ta đi làm, chúng ta phải ngồi hoặc chúng ta đứng, chúng ta không có thời gian mà vệ sinh cá nhân, thì nó gây ra viêm nhiễm phụ khoa rất là nhiều. Thế vậy thì có rất nhiều chị em nghĩ rằng là sinh con đẻ cái xong rồi chúng ta không còn cái nhu cầu sinh con nữa, thì rất mong là cái thời kỳ tiền mãn kinh xảy ra sớm với chúng ta. Rất nhiều những chị em có suy nghĩ như vậy. Vậy thì hôm nay Gấm sẽ chia sẻ cái thời kỳ tiền mãn kinh là gì. Cái thời kỳ tiền mãn kinh xảy ra đối với chị em phụ nữ chúng ta đó là cái báo hiệu cái nội tiết tố estrogen của chúng ta gì ạ, bị sụt giảm, và báo hiệu rằng là cái thời kỳ kinh nguyệt của chúng ta đang chuẩn bị kết thúc. Chúng ta cũng biết rằng là khi mà chúng ta mãn kinh thì cái kinh nguyệt của chúng ta hoàn toàn bị ngưng, hoàn toàn ngưng và biến mất các chị em nhé. Và trước khi xảy ra cái thời điểm này thì nó có cái thời kỳ tiền mãn kinh. Ngày xưa Gấm hay nghĩ rằng là cái thời tiền mãn kinh là cái thời kỳ mãn kinh, Gấm hay nhầm như vậy. Nhưng mà sau khi tìm hiểu, sau khi được học, sau khi được nghiên cứu thì Gấm mới biết rằng là đó là hoàn toàn sai lầm. Trước khi mà đến cái thời kỳ mãn kinh thì xảy ra cái hiện tượng tiền mãn kinh trước các chị em ạ. Thế vậy thì cái thời kỳ tiền mãn kinh xảy ra ở độ tuổi nào? Thường là ở độ tuổi gì? 40 đến 47. Và có những chị em thì xảy ra trước cái độ tuổi đó, và có những chị em thì xảy ra sau cái thời điểm này. Và nó thường kéo dài từ 12 tháng đến 5 năm. Sau khi chúng ta có cái hiện tượng là tiền mãn kinh rồi thì kinh nguyệt chúng ta thưa thớt, và chúng ta sẽ đến cái thời kỳ là mãn kinh. Và cái độ tuổi mãn kinh là thường ở độ tuổi gì? 44 đến độ tuổi là 53. Và cũng có những chị em thì xảy ra trước cái độ tuổi đó, và có những chị em thì xảy ra sau độ tuổi đó. Vậy thì tại sao lại xảy ra sớm? Tại sao đến độ tuổi đó, và tại sao là sau độ tuổi đó? Bởi vì tất cả những hiện tượng đó nó phụ thuộc vào cái lượng cái hormone estrogen của chúng ta, nó phụ thuộc vào cái buồng trứng của chúng ta. Người chị em cũng biết rồi, khi chúng ta biết rằng là cái hệ trục vàng đó là gì ạ? Tuyến yên, não bộ và buồng trứng nó kết hợp với nhau để nó sản xuất ra cái hormone estrogen, và cái hormone estrogen này nó quyết định đến cái gì, cái dáng vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta, nó quyết định đến cái sức khỏe của chúng ta, nó quyết định đến cái sắc đẹp của người phụ nữ. Thế vậy thì khi đến cái thời kỳ này thì chúng ta không chăm sóc bản thân của chúng ta tốt thì phụ nữ hay gặp phải những cái vấn đề là gì, bị bệnh gì ạ, teo niêm mạc, và cái bệnh liên quan đến tim mạch và loãng xương các chị em nhé. Và chúng ta đến cái đoạn này rồi thì các chị em cũng biết rằng là chúng ta có mong muốn cái thời kỳ mãn kinh chúng ta đến sớm không ạ? Gấm nghĩ rằng là chắc chắn là không, chắc chắn là không. Bởi vì chúng ta còn kinh nguyệt là chúng ta còn tuổi thanh xuân. Vì sao ạ? Vì khi mà chúng ta xảy ra cái hiện tượng là tiền mãn kinh và mãn kinh thì phụ nữ hay đối diện phải những cái vấn đề nào? Thứ nhất là gì ạ? Rối loạn kinh nguyệt. Trước đây có thể là tháng đến chúng ta có một lần, nhưng bây giờ vài tháng mới có một lần, hoặc là tháng chúng ta có thể bị rong hai lần. Và cái thứ hai nữa gì ạ? Cái rõ rệt nhất là chúng ta giảm ham muốn quan hệ vợ chồng. Và khi chúng ta có cái vấn đề mãn kinh xảy ra thì phụ nữ chúng ta thường như là trách nhiệm và chiều chồng thì chúng ta mới có cái chuyện đấy mà thôi. Còn gần như là phụ nữ chúng ta không còn ham muốn đâu. Vì nó gì ạ? Nó bị khô âm đạo, nó không còn gì, có chất bôi trơn, nó rất là đau, nó rất là rát, nó rất là khó chịu. Và cái thứ ba nữa là các chị em thường xảy ra cái hiện tượng là gì ạ? Bốc hỏa, khó chịu, khó tính, khó nết, hoặc là chúng ta mất ngủ, ngủ không sâu giấc, vân vân và vân vân. Thêm nữa là gì ạ? Chúng ta hay gặp phải những cái vấn đề về đau xương khớp, hay là chúng ta gặp phải những cái vấn đề về tình trạng là bệnh tim mạch các chị em nhé. Và các chị em biết rằng là khi xảy ra cái hiện tượng tiền mãn kinh và mãn kinh như thế này thì da dẻ của phụ nữ chúng ta gì? Nhăn nheo, tóc chúng ta khô, rụng, gãy. Đó, da chúng ta thì nám sạm, cho nên là chúng ta
gặp phải rất là nhiều vấn đề liên quan đến sắc đẹp, liên quan đến sức khỏe của chúng ta, cho nên là chị em phụ nữ chúng ta không ai mong muốn cái thời kỳ mãn kinh của chúng ta đến sớm các chị em nhé. Và khi chúng ta biết rằng là nhiều các chị em phụ nữ người ta đã nghiên cứu, người ta đã tìm hiểu, người ta biết như vậy rồi, thì sau tuổi 30 chị em phụ nữ chúng ta đã có những cái biện pháp để mà làm sao để kéo dài cái tuổi thanh xuân của chúng ta. Vì họ đã nghiên cứu rằng và họ biết rằng là phụ nữ sau tuổi 30 thì cái nội tiết tố estrogen của ta sụt giảm khá mạnh, chức năng buồng trứng của chúng ta cũng kém hơn. Có nhiều chị em phụ nữ thì bổ sung từ bên ngoài vào. Vậy thì cái biện pháp mà bổ sung từ bên ngoài, collagen từ bên ngoài vào thì có tốt hay không? Nếu như chị em mà bổ sung quá nhiều, lạm dụng bổ sung quá nhiều thì nó gây ra cái tình trạng là cường estrogen. Và khi cường estrogen như vậy thì cái nội tiết tố của chúng ta không được cân bằng nữa, nó gây ra rối loạn nội tiết tố cũng rất là mệt đấy các em nhé. Hoặc là cơ thể chúng ta cần nhiều mà chúng ta bổ sung ít thì nó cũng không gì, không đủ đáp ứng. Vậy thì cái biện pháp nào, cái giải pháp nào mà khi mà cơ thể chúng ta cần bao nhiêu thì cái não bộ và tuyến yên, não bộ tuyến yên và buồng trứng của chúng ta tự sản xuất ra. Đó, đấy là một câu hỏi rất là tuyệt vời và đó là cái mà chúng ta đang cần các chị em nhé. Đó là cái giải pháp gì ạ? Giải pháp nào để có như vậy? Thì hiện nay rất nhiều các chị em phụ nữ chúng ta đã đang đi tìm cái sản phẩm đó là thảo mộc. Đó, thảo mộc quả cầu cung điện của Nga, chất lượng châu Âu nó như thế nào? Thì Gấm sẽ phân tích vì sao mà các chị em bây giờ đang rất là tìm cái sản phẩm này và mong muốn được sử dụng nó. Thì một hộp này có 6 viên các chị em nhé. Đây là cái sản phẩm này quá tuyệt vời. Nó là cái gì ạ? Vị cứu tinh của chị em phụ nữ chúng ta về cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cái hệ sinh sản của chúng ta. À, cái cuốn tài liệu này các chị em phải đọc này, trong đây nó có 10 công dụng của sản phẩm đó. Các chị em có thể tìm quả cầu cung điện của Nga, hoặc là các chị em có thể là vào Vũ Gấm các chị em tìm rất là nhiều những thông tin về sản phẩm này. Thứ hai nữa là gì ạ? Cái hộp này có 6 viên, tối hôm qua Gấm livestream và Gấm đã cắt một viên ra rồi thì Gấm bỏ sẵn một viên ra, có 6 viên. Và thảo mộc này thành phần chính là tạng hồng hoa, ngày xưa cung tần mỹ nữ trong cung điện của vua chúa mới được sử dụng nó để làm sao để chăm sóc sức khỏe hệ sinh sản của họ các chị em nhé. Thì ngày nay chị em phụ nữ chúng ta là vô cùng tuyệt vời, vô cùng là may mắn đã được sở hữu sản phẩm trên tay. Thì cái sản phẩm này một hộp có 6 viên và gì ạ, thành phần chính là gì, thành phần chính là tạng hoa. Mỗi một viên được đóng trong túi như thế này, có ngày tháng năm hạn sử dụng đây các chị em yên tâm nhé, cắt viên nào dùng viên đấy. Thì Gấm sẽ giải thích các chị em là cách đặt như thế nào và vì sao mà nó lại tuyệt vời đến như vậy. Nó không những là gì, chúng ta đặt vào trong âm đạo này, cái sản phẩm này dùng thì nó đã rất tuyệt vời, không phải ngâm, không phải xông, không phải kiêng quan hệ vợ chồng và cũng không phải lấy bận ra. Đó, nếu như chúng ta mà sử dụng cái sản phẩm nào mà chúng ta phải ngâm xông thì chúng ta phải vứt đi ngay. Hoặc chúng ta phải lưu ý là sao ạ? Ngâm xông, lúc đó là cửa âm đạo của chúng ta đang giãn rộng ra, vô hình dung là không biết nó có lấy bận ra hay không mà nó còn gì ạ? Gây viêm nhiễm phụ khoa, cửa âm đạo của ta rộng ra thì vi khuẩn nó dễ ùa vào bên trong các chị em nhé. Chúng ta cắt cái viên này ra và chúng ta ngồi, chúng ta nằm, chúng ta đặt trước khi đi ngủ hoặc là ban ngày thì tùy các chị em. Nhưng mà khuyên với những chị em mà mới đặt viên đầu tiên thì chúng ta hãy đặt ban ngày, buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc đó là cơ thể của chúng ta đang được gì ạ? Được thư giãn thì chúng ta đặt nó sẽ dễ chịu hơn. Chúng ta đặt vào âm đạo, ngập sâu một ngón tay trỏ cho Gấm, bởi vì đây là cái ống âm đạo, chiều dài của ống âm đạo là dài tương đương ngón tay trỏ của mỗi người. Chúng ta đặt sâu vào như vậy, chúng ta không phải làm gì hết. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi, 4.0 rồi, chúng ta không phải ngâm, chúng ta không phải xông, chúng ta không phải kiêng quan hệ vợ chồng hoàn toàn. Và điều đặc biệt là chúng ta không phải moi bẩn da các chị em nhé, không phải moi bẩn da. Nó sẽ tan ra nhờ dịch âm đạo, nó sẽ hút toàn bộ cặn bẩn độc tố tích tụ trong hai bên vòi trứng, buồng trứng, tử cung, cổ tử cung và âm đạo, nó tự đẩy bẩn ra bên ngoài. Và có những chị em hỏi thì độc tố bẩn dịch ở đâu ra mà nhiều lắm thế? Thưa với tất cả các chị em rằng từ khi chúng ta có kinh nguyệt là chúng ta đã có nguy cơ bị viêm nhiễm phụ khoa rồi. Bởi vì gì ạ? Lớp niêm mạc tử cung của chúng ta bong tróc ra, nhiều khi nó không đẩy được ra hết, những cái tế bào chết nó còn tích tụ ở trong đó. Thứ hai nữa là gì ạ? Thứ hai là tinh dịch sau quan hệ, mỗi một lần quan hệ thì tinh dịch của chồng chúng ta tương đương từ 2 đến 5 ml tinh dịch các chị em nhé. Nó cũng đẩy ra nhưng mà nó sẽ không ra hết được đâu, xác tinh trùng nó vẫn còn nằm ở trong đó đó. Và thứ ba là gì ạ? Dịch sản sau sinh con. Chị em phụ nữ chúng ta cũng biết rằng là sau sinh con thì các cái tế bào bị tổn thương và dịch sản còn sót lại,
rất là nhiều bên trong. Thứ tư nữa là gì ạ? Độc tố do ăn uống hàng ngày. Và thứ năm là tế bào chết, nó sẽ hút toàn bộ những cái đấy đẩy ra bên ngoài đó. Thì ngoài cái chức năng hôm nay là Gấm chia sẻ về cái vấn đề là tiền mãn kinh và kích thích buồng trứng để nó khỏe mạnh, để nó sản xuất ra cái estrogen của chúng ta, để nó níu giữ thanh xuân, để nó duy trì cái thời kỳ mãn kinh của chúng ta, kinh nguyệt của chúng ta được dài hơn, thì Gấm không chia sẻ sâu về những cái vấn đề bệnh phụ khoa nữa. Gấm không chia sẻ sâu về những cái tác dụng tuyệt vời của cái sản phẩm này, mà Gấm chỉ đưa ra cái giải pháp đó. Còn những chị em nào mà quan tâm và muốn rằng là cái hệ sinh sản của chúng ta được khỏe mạnh, nói không với viêm nhiễm phụ khoa, nói không với ung thư phụ khoa, nói không với cái vấn đề lạnh nhạt trong cái vấn đề là chăn gối vợ chồng, các chị em nhé, thì các chị em có thể tìm hiểu qua Vũ Gấm hoặc là số điện thoại 0988 502 806 để các chị em được gì ạ, được tư vấn kỹ hơn. Hoặc các chị em có thể để lại câu hỏi trong cái phần bình luận, Gấm sẽ chia sẻ tất cả các chị em và trả lời tất cả các câu hỏi của các chị em nhé. Vậy thì cách đặt như vậy rồi thì những cái tác dụng của nó tuyệt vời như vậy, nó không những gì nó hút cặn bẩn độc tố ra, nó còn giúp cho chúng ta được gì ạ, được trẻ hóa vùng kín. Bởi vì là chúng ta đặt cái viên này, chúng ta sẽ được đả thông kinh mạch, đặt vào trong âm đạo, nhưng mà sáng hôm sau cái mùi thảo mộc ấy xộc hết lên cổ đó, nó rất là vi diệu. Cho nên là các khí huyết của chúng ta, các cái mạch của chúng ta được đả thông nhau, mạch nhâm, mạch đốc, mạch đới và mạch xung được đả thông, và khí huyết lưu thông toàn bộ cơ thể chúng ta tốt hơn, về tử cung của chúng ta tốt hơn, cho nên là em bé hồng hào khít và nước non giặt rào là như vậy. Vậy thì đánh giá cái sức khỏe, đánh giá cái sắc đẹp của phụ nữ là dựa vào cái gì, cái buồng trứng của chúng ta đó các chị em nhé. Phụ nữ mà cứ có cái tử cung này, cứ có tử cung sạch, buồng trứng khỏe là chúng ta auto khỏe và auto gì xinh đẹp các chị em ạ. Vậy thì chúng ta hãy chăm sóc bản thân của chúng ta hãy chăm sóc từ khi chúng ta gì có kinh nguyệt cơ. Nhưng mà cái sản phẩm này đặt trong âm đạo, cho nên những chị em phụ nữ nào có gia đình rồi, có quan hệ rồi thì mới nên đặt đó. Thì chúng ta hãy đặt nó sớm ngày nào thì tốt ngày đấy. Trước khi chúng ta sinh con, chúng ta cũng nên để tóc để làm sao ạ? Bảo vệ, chúng ta dễ mang thai hơn, và chúng ta có cái tử cung sạch thì thai nhi được phát triển tốt hơn. Và những chị em phụ nữ nào sau sinh, 2 tháng là thời điểm vàng để chúng ta đặt cái sản phẩm này, để làm sao bảo vệ cái sức khỏe hệ sinh sản của chúng ta. Còn những chị em nào mà chưa đặt thì cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm bây giờ, ngay và luôn chúng ta đặt cái sản phẩm này. Và chúng ta hãy đọc kỹ cái cuốn tài liệu này các chị em nhé. Trong cuốn tài liệu này có rất là nhiều câu hỏi và câu trả lời trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm. Bởi vì chúng ta tìm hiểu cái sản phẩm nào phải tốt thì chúng ta mới dùng, còn nếu như nó không tốt chúng ta không dùng đó. Và trong đây nó có 10 cái tác dụng của sản phẩm, và chúng ta muốn đạt được 10 cái tác dụng đó thì chúng ta phải duy trì ít nhất là 5 hộp các chị em nhé. Và những chị em nào mà bị viêm thì chúng ta phải cần kiên trì đúng đủ đều. Cái sản phẩm này có cái dấu hiệu khỏi bệnh rất là rõ ràng luôn, cho nên chúng ta yên tâm. Mỗi chúng ta đặt cái sản phẩm này, chúng ta là vị bác sĩ của chính chúng ta. Còn cái sản phẩm này nó kích thích buồng trứng, nó tự sản sinh ra estrogen giúp chúng ta được cân bằng nội tiết, cân bằng môi trường pH, và chúng ta được níu giữ thanh xuân. Chúng ta có cái tử cung sạch, buồng trứng khỏe, nó sẽ gì ạ? Chúng ta cái thời kỳ tiền mãn kinh của chúng ta đến rất muộn, và khi nó đến với chúng ta như chúng ta cũng nhẹ nhàng, chúng ta không có những cái biểu hiện khó chịu như Gấm vừa nêu ở trên các chị em nhé. Hãy là những người phụ nữ thông thái, hãy là những chị em phụ nữ gì ạ, có một cái sức khỏe hệ sinh sản tuyệt vời, và vùng kín chúng ta luôn luôn sạch sẽ, luôn luôn thơm tho, luôn luôn hồng, luôn luôn khít như gì ạ, như tuổi mới lớn các chị em nhé. Nếu các chị em chúng ta mà chưa biết về sản phẩm này thì chúng ta hãy tìm hiểu, chúng ta chưa tin thì chúng ta chưa dùng vội, và chúng ta hãy theo dõi Gấm kỹ một thời gian dài thì chúng ta mới gì ạ, hãng dùng các chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em phụ nữ.